Kính thưa quý vị, sáng ngày 9 tháng 10, Công an tỉnh Kiên Giang cho hay, cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Rạch Giá vừa thực hiện lệnh bắt tạm giam 7 người về tội chống người thi hành công vụ. Những người này bị bắt sau khi đã hoàn thành cách ly và điều trị khỏi bệnh COVID-19. 7 người bị bắt tạm giam cùng ngụ tại phường Vĩnh Lạc, thành phố Rạch Giá, gồm Nguyễn Tuấn Hoài, 31 tuổi, Danh Phú Lý Hưng cùng 27 tuổi, Danh Tỷ Nguyễn Văn An cùng 25 tuổi, Lý Hùng Thanh 20 tuổi và Danh Thiện Ngọc Thạch 21 tuổi. Trước đó, tối 18 tháng 9, sau khi tụ tập uống rượu, Hoài và Phạm Phú Liêu, 28 tuổi, đi bộ ra chốt trực khu phong tỏa ở đầu hẻm số 77, đường Huỳnh Mẫn Đạt, phường Vĩnh Lạc, có lời lẽ xúc phạm và hăm dọa lực lượng trực chốt. Lý do là nhiều lần các đối tượng mua rượu bia vào khu vực phong tỏa nhưng đều bị bảo vệ trực chốt không cho. Thấy hai người đã say nên lực lượng trực chốt khuyên can và yêu cầu Hoài, Liêu về nhà ngủ. Tuy nhiên, Hoài đã tự ý đi ra ngoài khỏi khu vực phong tỏa và tiếp tục dùng lời lẽ xúc phạm, hăm dọa lực lượng trực chốt. Lúc này, một cán bộ công an đã giữ Hoài lại. Những người còn lại thấy vậy liền xông ra ngăn cản, chửi bới gây mất an ninh trật tự. Nhận tin báo từ lực lượng trực chốt, công an phường Vĩnh Lạc đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, mời những người vi phạm về trụ sở làm việc. Tại công an phường, nhóm này dùng cây và đá tấn công lực lượng công an nên đã bị khống chế bắt giữ. Qua xét nghiệm có 167 đối tượng dương tính với virus SARS-CoV-2. Cơ quan chức năng đưa đi điều trị và cách ly tập trung các đối tượng còn lại. Bạn có video hấp dẫn, bạn bắt gặp được những khoảnh khắc độc đáo, hãy gửi về pho@vongphapluattb.vn để nhận ngay quà tặng và nhuận bút hấp dẫn.